Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Hạn mặn ở Nam Bộ đã đến cấp độ rủi ro rất lớn, thêm hai tỉnh công bố tình trạng khẩn cấp. VOA tiếng Việt ngày 18 tháng 4 loan tin, thêm hai tỉnh ở Việt Nam công bố tình trạng khẩn cấp do hạn mặn. Theo đó, hàng chục ngàn người dân Việt Nam đang thiếu nước ngọt nghiêm trọng vì hạn hán và nhiễm mặn, khiến chính quyền Long An và Cà Mau phải công bố tình trạng khẩn cấp. VOA dẫn tin từ tờ báo VN Express cho hay, trước việc có hơn 20.000 người dân tại các huyện Cần Duộc, Cần Đước, Tân Trụ bị thiếu nước sinh hoạt, trong khi nước mặn xâm nhập sâu vào hệ thống sông vàm cỏ, chính quyền tỉnh Long An ngày 17 tháng 4 công bố rủi ro thiên tai xâm nhập mặn cấp 4, độ rủi ro rất lớn. Trang này cho biết nước mặn xâm nhập sâu trên sông Vàm Cỏ Đông, Vàm Cỏ Tây từ 72 km đến hơn 80 km và dự báo rằng độ mặn 4% còn vào sâu hai sông này khoảng 90 đến 110 km trong thời gian tới. BBC cho biết, khô hạn làm các dòng sông trong vùng ngọt tỉnh Cà Mau khô hạn nước. Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau công bố khẩn cấp, hạn hám cấp 2 trên địa bàn hai huyện Trần Văn Thời và U Minh ngày 15 tháng 4. Và đây là hình bản tin trên VOA. Trước đó, theo BBC, một tỉnh khác ở đồng bằng sông Cửu Long và Tiền Giang đã ban bố tình trạng khẩn cấp vào ngày 6 tháng 4. BBC dẫn truyền thông địa phương cho biết, các cơ quan hữu trách đã được yêu cầu vận chuyển nước ngọt đến các ao, hồ, chứa trong các khu vực hạn mặn để duy trì nguồn cung cấp nước ngọt cho người dân. Đồng bằng sông Cửu Long phải đối mặt với hiện tượng xâm nhập mặn hàng năm, nhưng thời tiết nắng nóng gây gắt hơn và mực nước biển dâng cao, cả hai đều do biến đổi khí hậu đang làm tăng nguy cơ xâm nhập mặn. BBC dẫn một nghị định của chính phủ, theo đó tình huống khẩn cấp về thiên tai là tình trạng thiên tai đã hoặc đang xảy ra gây nguy hại trực tiếp tới an toàn tính mạng sức khỏe của nhiều người và các công trình cơ sở hạ tầng quan trọng đang sử dụng. Nghiên cứu được công bố vào tháng trước cho thấy, đồng bằng sông Cửu Long, nơi cung cấp lương thực và sinh kế cho hàng chục triệu người, phải đối mặt với thiệt hại mùa màng gần 3 tỷ đô la cho một năm do bị nước mặn xâm nhập vào đất canh tác ngày càng nhiều. BBC cũng dẫn một nghiên cứu của Viện Khoa học Tài nguyên nước thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường cho hay có khoảng 80.000 hectare trang trại trồng lúa và trái cây có thể bị ảnh hưởng do nhiễm mặn. Và đây là hình hàng ngàn người dân Tiền Giang xếp hàng trắng đêm chờ tinh nước từ thiện. Hàng chục ngàn hộ dân thiếu nước, nhiều diện tích cây trồng khô hạn, truyền thông Việt Nam cho hay ngày 17 tháng 4. Cơ quan khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ dự báo, hạn hán còn kéo dài hết tháng 4 đến đầu tháng 5 mới xuất hiện mưa dông chuyển mùa. BBC cho biết thêm, vào đợt hạn mặn năm 2020, chính quyền trung ương hỗ trợ 5 tỉnh có công bố tình trạng khẩn cấp là Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Kiên Giang và Cà Mau, mỗi tỉnh 800 triệu đồng thông qua Quỹ Bảo vệ Môi trường Việt Nam nhằm giải quyết nước sinh hoạt cho người dân ở khu vực bị hạn hán và nhiễm mặn. Trên thực tế, năm nay, người dân Tiền Giang thuộc các huyện Gò Công Đông, Tân Phước đã lên mạng kêu cứu từ đầu tháng 4 đến nay. Từ thông tin của người dân, hàng loạt các nhà từ thiện đã cho xe chở nước ngọt về cứu trợ cho bà con. Hình ảnh hàng ngàn người thức trắng đêm, xếp hàng chờ xin nước ngọt đã lan tỏa trên mạng xã hội, đều là những hoạt động tự phát dân tự cứu dân. Nhưng ngay khi những xe nước từ thiện nghĩa tình này về với bà con, thì sẽ xuất hiện những thanh niên áo xanh của đoàn thanh niên cộng sản hoặc cán bộ mặt trận tổ quốc tại địa phương tham gia chia nước để quay phim, chụp hình lên báo chí. Như kiểu chính họ là đơn vị tổ chức vận chuyển, phân phát những xe nước đó cho bà con. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Hạn mạng ở Nam Bộ đã đến cấp độ rủi ro rất lớn, thêm hai tỉnh công bố tình trạng khẩn cấp. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Phải chăng chỉ khi bị bóc phốt, Vin mới đưa những hoạt động mờ ám vào báo cáo tài chính? Ngày 17 tháng 4, trang cá nhân của Sony Trần có bài áp lực từ các bài bóc trần VinFast của tôi liệu đã có hiệu ứng. Thời báo chấm đề giới thiệu bài viết này đến quý khán thính giả nội dung như sau. Hôm qua, lúc tối, không biết trời xuôi đất khiến, sao mà tôi lại đi đọc lại các báo cáo tài chính bán niên và kết niên năm 2023 của Vingroup, tôi lại phát hiện ra vài điều thú vị. Như mọi người đều biết là Vingroup ẩn mình như thế nào, và kể cả những bài đưa thông tin về thương vụ mua Vincom Retail gần đây của tôi đều có nhắc tới công ty Nam An một công ty vỏ bọc của thân tính ông Vượng để dùng Techcombank bơm tiền cho Vin. Và đây là hình giấy tờ trên trang cá nhân của Sony Trần. Trong báo cáo tài chính bán niên quý 2 năm 2023, tôi đã phát hiện ra dấu tích của Nam An như thế này. Ở trang 53 có đoạn như sau. Khoản đặt cọc có giá trị hơn 5.800 tỷ đồng từ một đối tác theo hợp đồng hợp tác kinh doanh và các phụ lục hợp đồng với một công ty con để hợp tác đầu tư dự án tổ hợp sản xuất ô tô VinFast tại Hải Phòng. Theo đó, đối tác được hưởng mức lợi nhuận theo tỷ lệ thỏa thuận với các bên trong thời gian hợp tác. 1,5% tính trên tổng doanh thu xe ô tô điện hợp nhất trên các thị trường của công ty con trong năm 2023 và 0,5% tính trên tổng doanh thu xe ô tô điện hợp nhất trên các thị trường của công ty con hoặc 5% lợi nhuận gợp của công ty con cho năm 2024. Và đây là đoạn duy nhất nhắc về thương vụ này Cả trong một báo cáo bán niên năm 2023 dài 104 trang, hoàn toàn không nhắc một chữ Nam An nào cả. Nhưng trong báo cáo tài chính kết niên năm 2023, ở trang 79, 136.1, phần những giao dịch trọng yếu của tập đoàn với các bên liên quan thì lại có nhắc tới Nam An với mối quan hệ là công ty sở hữu bởi bên cá nhân có liên quan đến vào ngày 15 tháng 2 năm 2023. Và đây là hình Phạm Nhật Vượng, ông chủ của Vingroup và VinFast. Thương vụ Nam An này diễn ra vào cuối tháng 3 nên trong báo cáo tài chính bán niên quý 2 năm 2023 của VinGroup không nhắc tới, nhưng tới báo cáo cuối năm 2023 thì lại nhắc tới là khá bất ngờ. Nhất là sau vụ việc đó được tôi chia sẻ rộng rãi trên Facebook dựa trên phát hiện của Albert trên Reddit thì liệu đây có phải là do áp lực từ các bài viết của tôi mà VinGroup bắt buộc phải hé lộ công khai ra theo yêu cầu của công ty kiểm toán hay không? không chỉ có Nam An mà còn có công ty khác với hơn 3.700 tỷ với cách thức tương tự. Vì như các bạn thấy, trong số các báo cáo tài chính của Vingroup luôn có nhiều từ như cá nhân, đối tác một cách rất ẩn danh. Một ví dụ điển hình khác nữa cho ta thấy rằng, thực tế ở quý 2, không phải Vingroup dùng mỗi mình Nam An để làm các thủ thuật tài chính bơm tiền cho VinFast. Cũng ở trang 53, báo cáo bán niên quý 2 năm 2023 có đoạn nhắc về một thương vụ đối tác với cách thức y chang Nam An chỉ khác về con số là khoản đặt cọc có giá trị trên 3.700 tỷ đồng từ một đối tác theo hợp đồng hợp tác đầu tư và kinh doanh. Theo đó, đối tác được hưởng mức lợi nhuận phân chia cho năm 2023 và năm 2024, lần lượt là 6% và 5% tổng doanh thu bán pin của một công ty con. Và đây là hình VinFast cổ máy đốt tiền của VinGroup vâng y chang cách thức với Nam An, nhưng tôi đã cố gắng tìm trong báo cáo tài chính cuối năm 2023 của Vingroup thì hoàn toàn không có thông tin hé lộ nào về đối tác này. Như vậy, liệu có chuyện là khi Vingroup bị bóc phốt, môi móc ra thì mới chịu hé lộ ở báo cáo tài chính, còn nếu không vẫn sẽ áp dụng chiến thuật giấu mình chờ thời mà ông Phạm Nhật Vượng đã từng phát biểu tại đại hội cổ đông Vingroup mà tôi cũng đã chia sẻ. Và càng nhiều dấu vết được hé lộ ra để chứng tỏ rằng các nội dung trong bài viết Vingroup ẩn mình như thế nào của tôi là hoàn toàn chính xác. Sự việc này cũng cho thấy cái kiểu làm an gian dối, thiếu trung thực của Vingroup không phải mới gần đây. Cũng như là liệu có bao nhiêu thương vụ ẩn mình được thực hiện mà không dưới áp lực bốc trần sự thật của tôi nên vẫn còn được che giấu. Tôi thiết nghĩ cơ quan an ninh điều tra thay vì bắt cóc áp giải tôi thì nên quay xe mà điều tra các sai phạm của tập đoàn Vingroup đi là vừa không khéo nó còn là một đại án lớn hơn rất nhiều lần trương mỹ lan và vạn thịnh phát nữa đấy quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của kim vũ với bản tin phải chăng chỉ khi bị bóc phốt vin mới đưa những hoạt động mờ ám vào báo cáo tài chính xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên youtube và facebook của thời báo chấm để luôn được cập nhật bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất kim vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới